Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube chia sẻ về saffron của Hiền nha. Như mọi người đã biết thì saffron đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ 6 đến 7 năm nay rồi. Và nó được biết đến như một loại thần dược để giúp cho cải thiện nhiều vấn đề về sức khỏe và làm đẹp. Thế nên là rất là nhiều người ưa chuộng và tin dùng đúng không ạ? Tuy nhiên thì không phải ai cũng sử dụng được nghệ hoa nghệ tây. Cho tới hiện nay thì chưa có một nghiên cứu nào chống chỉ định về việc sử dụng nghệ hoa nghệ tây với bất kỳ đối tượng nào. Tuy nhiên thì có một số đối tượng chúng ta nên lưu ý không nên sử dụng hoặc sử dụng liều lượng rất là ít. Trong video này thì sẽ chia sẻ với mọi người bốn cái đối tượng mà chúng ta là lưu ý không nên sử dụng hoặc sử dụng rất là ít nghệ hoa nghệ tây nha. Trường hợp đầu tiên là phụ nữ mang bầu trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Trong thời gian đầu của thai kỳ là thời gian mà thai nhi nó chưa được ổn định. Nếu mà chúng ta sử dụng nghệ hoa nghệ tây vào, nó sẽ gây co thắt cổ tử cung, dẫn tới đau bụng và thậm chí là sảy thai. Thế nên là chúng ta trong 3 tháng đầu đầu tiên là không nên dùng. Còn ngoài 3 tháng thì chúng ta có thể sử dụng theo tham khảo ý kiến của bác sĩ tùy theo tình trạng của cơ thể nha. Trường hợp thứ hai đó chính là trường hợp những người bị huyết áp thấp. Saffron có tác dụng là điều hòa huyết áp đối với những trường hợp huyết áp cao. Vậy nên đối với những người bị huyết áp thấp thì chúng ta sử dụng saffron thì nó sẽ gây tụt huyết áp, gây ra những triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi. Đó, thì chúng ta không nên sử dụng saffron, đặc biệt là saffron sợi. Đối với những người huyết áp thấp thì chúng ta có thể là sử dụng saffron ngâm với mật ong với một liều lượng rất là nhỏ, 1/2 thìa với 200ml nước ấm để cho cơ thể nó quen dần đi, và sau đó chúng ta sẽ tăng dần liều lượng lên. Đó là trường hợp đối với người huyết áp thấp nha. Trường hợp thứ ba đó chính là phụ nữ ở trong thời kỳ kinh nguyệt. Khi mà chúng ta sử dụng saffron, saffron sẽ giúp tuần hoàn máu tốt hơn, lưu thông tốt hơn. Do đó mà nếu mà chúng ta sử dụng trong thời kỳ kinh nguyệt thì lượng máu kinh nó sẽ ra nhiều hơn, dẫn tới là cơ thể bị mất máu nhiều nhưng mà mệt mỏi về oải, có thể là dẫn tới là bị đau đầu, buồn nôn và có thể là bị ngất nữa. Thế nên là chúng ta khuyên là không nên sử dụng vào trong thời kỳ kinh nguyệt. Chúng ta muốn sử dụng thì hãy hết chu kỳ kinh và sử dụng nha. Rồi, và đối tượng cuối cùng đó chính là trẻ em ở dưới 6 tháng tuổi. Như các bác sĩ khuyên rằng là trẻ em dưới 6 tháng tuổi ấy, thì là cái hệ tiêu hóa của nó chưa được ổn định. Thế nên là sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng chính và là tốt nhất cho trẻ rồi. Chúng ta không nên bổ sung các cái dưỡng chất bên ngoài vào, tránh cái trường hợp là cơ thể của trẻ nó không thể hấp thụ hết được các cái chất và nó có một tác dụng phụ. Trên đây là bốn đối tượng chúng ta không nên sử dụng nghệ hoa nghệ tây để tránh cái việc mà gây những cái tác dụng phụ không mong muốn cho cơ thể. Và nếu như mà mọi người thấy cái thông tin mà được chia sẻ về nghệ hoa nghệ tây nó hữu ích và mong muốn nhận được video sớm nhất thì có thể bấm vào đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bye bye.